Lúc Hun Sen ban bom plan nơi cách sở hạ bất đại bắt ca chìa rùm rô bọc à diễn khổng bê đã quát ông quý lơ cao ấy bật thiên à diễn rô bọc bật tế Campuchia. Ta kịp chung cầm phù là diễn đại bê khả mục ni nâng miên cả vì vọt đời mà đây khá sở bê đại bật thiên thập đầy ảm rích lô Joe Biden có nâng tử chô rùm kịch chung ni đã phí tỏa đại nông bà xúc chí lô kim sọc. Chúng kết thả là tập hồ Việt Nam ta chỉ rương chắc đó đại thì đôi Campuchia thôi chỉ bật thiên à diễn nơi chân nằm bị bọn bí chúng nằm bị bọn đập bình chẳng nâng miên ở với mấy cú ai cắt xong qua nụ tí đòi xa tại bà sân bà lộ khuôn sáng phư ở với nếu nóng cô chùm ho rộ bọc à diễn cho bà loa nóng niêm quạt bà thiên à diễn viên nâng bạc bọc tự đọc hòl bà giáo chân nông miên này tha bà miên sẽ đây thay ca ông bí à diễn tiếng mũ việt rau để cho bà loa ủy địa hoa bà nhà hà sầm bọc chân khăn thấp bồn ta đọc sái đói vị thi nà hai cao nam miên phiệp cho bà lúa cứ cho bà nà bà nâng phòl bà giao cho bà chân hai tí bí đô dân khơi sắp nâng bê bà cho bán lộn này dụ rọt mặt trời hồn sáng đòi xa tại bà nhà hà sầm bọc sầm ánh đang bị bắt được nông đồng bón chỉ bị xa nông tây nông à diễn cả đôi chia vị bắt đã Campuchia khuôn anh còn bông tại chùa phóng quạt bái tao chia lên là kháu nơi dô bài bọc cổ tự bắt bàn tự bình cách bởi chung cầm phố là diễn chất một đo hái và nhà thông thông mình trâu bàn lực lãng đói lô quân dài nô tế hai rương đã cua ở chấp à râm xinh tiết đã là diễn trâu đọc sài chùa mùi khí có mình trâu bình chánh đói lô nơi dô rằn trời hồn sài nái còn ta dân khớn chân tay chạy là khao nây nơi dô bài bọc côn rô bao lô côn sáng tự bắt băng vị bắt nâng ọt nông bình hãy tiện tôn nâng à diễn bái chỉ chân trăm tay ca phỏ lật niên liệt cá đài bà bà chạy kể tê rô bà suy tinh bà chạy kể tê rô bà suy nâng bà lùi thảo cài chân dục tự bầm phó chía sạch rương sập sai nâng muốn cách bà chung công bù là diễn đối chứ nhé, khi ông bơ khơi tham mình miễn rừng ở với thầm mây chia ti cu ở chắp à râm tế nếu khi nông cách bởi chung còn bù à diễn nếu bê kháng mục đọc khơi mà bạn bạn ốc quân chân lục kịp sọc ta lục kịp tha à diễn ai nâng thua ở miền ca prai bù lục kâm rất nà đáy chấm bố vi bắn được không bởi thầy phù mìa bằng tòa bì Campuchia chôl bà kul tu nê ti à diễn ní ta ai ở bà thiên đi thập đầy ảnh đô nê dì vinh nhang bà bà nhà vị bắt phù mì nấu tại chỉ rừng smog smog đó đại tỷ bị pru Campuchia đại thua bờ thiên à diễn cứ trâu lục quân sai thua ở chợ bò từ hai chỉ bị xét chợ bò cô ca à diễn lục quân sai bà yết thì nia cá không chmu à diễn hay men tên tới miên bầm nong bầm bay à diễn phong bà sân bà diễn miên cả bạch bạc kia từ tam dụ bò hay nâng dụt xa rồi bà quát á lô con gian sở bài chất nà chỉ bị xe dụt vị thi rồi bà quát cả bì bàm bì mẹ gà ra bì bòn mà phay bì nây đầm nà tu sân ạ cách tớ bà tay phô miên nông bà tay khmiên nà nà thua tam quát hay tì bòm phót tớ mê đặc nòm à diễn nì nì kì miên chùm hò chụp bà lua nông côl ca ruông rồi bà diễn lô con gian bàn bòm plan nâu cách sở hạ bất đại bắt ca chìa rùm rô bọc à diễn khổng bê đã quát ông quý lơ cao ấy bà thiên à diễn rô bọc bà thiên Campuchia đối chứ nè đào vên bà thiên Ấn Đô nè dí tùm nông chi Ấn Đô nè dí cách ca sầm khăn nâng trăm bạch đại trời thứ cứ bùng rừng mà ở đây à diễn làng vinh bà toa mô tớ rô vị thi rư có dứt ra sát nha nha nông ca rốt đồng nọc sài vị bạc rốt bảo hà nơi bảo tế phù mì hai ca sầm rùa là diễn làng vĩnh ở miền cổ ca rùm mà đầy rùm rừng muôn mình men chìa bê về lìa chạp tế đàn ách sầm rạch tự bàn được chứ nè Ấn Đô này dì trâu khoai khoai khlăng ná ẩm bì kết ca bằng rùm nâng bùng rừng mà đầy à diễn làng vĩnh hai nâng đọc sài vị bạc rất bà hà nơi bà tế phù mì bạn
ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមានបំណងចង់បំបែកអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យគោលការណ៍អាស៊ានមានភាពច្បុកច្បល់តែប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនលោកធ្លាប់បានអះអាងថាលោកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសភូមាជាឯកតោភាគីក្នុងការចរចាស្វែងរកការផ្សះផ្សាឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាបត់ឈប់បាញ់នៅក្នុងប្រទេសភូមានោះគឺចង់ទាញលោកមានអំឡាំងចង់ឲ្យឲ្យភូមានឹងអាចមានការចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយអាស៊ានទាំង10ឡើងវិញដោយមិនចង់ឲ្យឃើញមានការបែកបាក់នោះទេតែចំណុចនេះវាមានផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកលើកឡើងនឹងបែបណាដែរទៅបាទមិនមែនផ្ទុយពីខ្ញុំលើកឡើងទេបាទផ្ទុយពីជំហរការទូតរបស់ប្រទេសអាស៊ាននានាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ជំហរហ្វីលីពីនបើទោះបីជាមិនបញ្ជាក់ជំហរក៏យើងតាមដានមើលមាននិន្នាការដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរចំណែកប្រទេសសង្ហបុរីវិញបង្ហាញច្បាស់ជាងគេដូច្នេះប្រទេសអាស៊ានចាស់ជាច្រើនទៀតមិនយល់ស្របទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយគេដឹងច្បាស់ណាស់ភាសាការទូតគេប្រើពាក្យថាអាចមានការយល់ច្រឡំដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើឈ្មោះក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាពាក្យការទូតដែលគេប្រើពាក្យថាមានការយល់ច្រឡំនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយគេមិនប្រើភាសាដែលធ្ងន់ធ្ងរថាលោកហ៊ុនសែនប្រើឈ្មោះជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេក្នុងភាសារបស់អ្នកវិភាគនយោបាយឯងដែលត្រូវនិយាយឲ្យចំតែអ្នកការទូតគេមិនហ៊ាននិយាយចំទេគេនៅត្រូវទុកមុខមាត់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងនាមដៃគូអាស៊ានក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដែរបាទមួយវិញទៀតលទ្ធផលដែលចេញមកដែលយើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ដែលគាត់អួតថាឈ្នះឈ្នះនោះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅមិនមែនឈ្នះឈ្នះឯណាលោកហ៊ុនសែនត្រូវសម្របសម្រួលមកក្នុងគោលការណ៍កុងសង់ស៊ី5ចំណុចរបស់អាស៊ានវិញដដែលចេញពីអាស៊ានអត់រួចទេគឺចេញពីគោលការណ៍រួមរបស់អាស៊ានអត់រួចទេហើយលទ្ធផលមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសភូមាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អ្វីដែលចេញមកគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសម្ងាត់របស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងមានអង្គលាអ្នកថាក៏ដឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្ងាត់យោធាពិសេសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានអង្គលាហើយមួយវិញទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏ចេះតែប្រើដង្ហើមអាស៊ានដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់គោលការណ៍មួយដែលគាត់ចង់បានបំផុតគឺគោលការណ៍ដែលចង់ឲ្យប្រទេសអាស៊ាននឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋប្រហារជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាអំណាចរបស់គាត់តទៅកូនប្រុសរបស់គាត់អាចជាអំណាចរដ្ឋប្រហារដែរបើមិនមែនជារដ្ឋប្រហារយោធាដោយផ្ទាល់ក៏អាចជារដ្ឋប្រហារបែបអចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលលួចបន្លំការបោះឆ្នោតបិទសិទ្ធិគូប្រជែងសំពងសកម្មជនប្រឆាំងដូច្នេះដូចរដ្ឋប្រហារដែរប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនធ្វើដល់គោលដៅនៃការឲ្យអាស៊ានទទួលស្គាល់រដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសភូមាណាជាជោគជ័យធំណាស់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយជោគជ័យមួយនេះគាត់អាចយកទៅបកស្រាយឲ្យអាស៊ានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ថែមទៀតនេះបំណងធំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយមិនមែនអ្នកការទូតកំពូលកំពូលរបស់អាស៊ានមិនដឹងនោះទេបើអញ្ចឹងមិនមែនយើងឃើញកើតរឿងពីរទេកើតរឿងទី1គឺបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននានាជាពិសេសសង្ហបុរីបានបង្ហាញជំហរច្បាស់មិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលអង្គុយធ្វើប្រធានអាស៊ានហើយមិនពេញចិត្តរហូតដល់ជាសមាជិកអាស៊ានទៅទៀតទាំងអ្នកការទូតសង្ហបុរីទាំងលោកលីសៀនឡុងដែលជាប្រធានសំទោសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសង្ហបុរីបានបញ្ចេញសារអំពីភាពមិនស័ក្តិសមរបស់កម្ពុជាដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកលីសៀនឡុងថែមទាំងរំលឹកអំពី7មករា1979ថាយួនជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជា
Sống tôi quả bà biết thằng Việt Nam liên biên Campuchia. Chỉ cả rung lực mùi ở đang tha ất thì bốn này cả liên biên ở bảo Việt Nam cái đấy. Hay cả chết chôn này ất thì bốn ở bảo chân khăn bà chế bọn này cái đấy. Nó tại thông nó lại nông rốt thả bị bà rô bà lô quân xanh. Đối chứ này rốt thả bị bà này mình ách xâm rách nơi cô bầm nông thông rô bà ả diễn đã treo ai cái đấy. Hay nâng bắt đầu bà giói ai ả diễn bàn thế. Mẹn tên tới cái trong bệnh dạ thành chẳng á. Rương ngôi tiết là cát láng. Hay dừng khơi từng ọc ní. Đói xa ta miên rốt thả bị bà nông bà tế ả diễn. Đối chứ rốt thả bị bà lô quân xanh nơi Campuchia. Rốt thả bị bà minh ung leang nơi bà tế phô mìa. Rất thà bị bà lao chứ đàm. Đại chết tại tiên nhà diễn ở thời cầu năng. Giá hạ rốt ẩm rình. Kê rô hô tự đó kết cù. Ông bị ca bằng ca. Kê hạ ta ô tấn. Rồi còn NATO môi nơi đồng bọn Indo-Pacific. Ta bất bà à diễn rừng mùa mà. Kê mình miên bỏ non bà đúng tì. Còn tại đó xa à diễn mình rừng mùa. Hãy phát đam chênh. Ông bị ca chăng bằng ca. Ô tấn rừng NATO nơi đồng bọn Indo-Pacific. Miên này thà ông ca phần này xong thì xong. Rất đáp ở vốn nơi đồng bọn Indo-Pacific đó. Cứ kê bằng cả nơi cái hạ thần lạc hắn nơi cách xã hạ bắt đề bạc tạ sẽ tình cách mùi tự hại. Đại lực nóng nông, miền bà tích thông thông nơi đồng bọn Indo-Pacific hay nơi ả diễn nước dân đằng hai miền bà tích bà tì đó tại Lào, Campuchia dưới hay nâng Myanmar chảy tì. Kịp đàm chân bí cách xã hạ bắt đề bạc tạ sẽ tình cách nơi đồng bọn Indo-Pacific hay chịu bắt đo bắn tốt. Viên đàn ái từ đó cầm lăng này NATO bay NATO nâng đồng bọn Indo-Pacific đại sao ấy đại sao cái mơ khơi và thấy ASEAN mùi chùm nuôn của bông tiên ASEAN thoại cài hay cái khuyên sẽ cái đây sẵn khấm nâng ai sẽ rẽ xa xăm thì xong ta mà rồi dạ thiệt khăn rồi bỏ ASEAN bàn thế miền này thà ASEAN thì trọng đa lưu plâu vên chứ ngay nà ASEAN mùi bắt chọc bọn đã cầm bông tài để dân biệt thiệp tư đôi. Rồi tới mỗi đại tâm đại cô tí cô mỗi cứ mặc hàng à diễn chắc nâng cô mỗi tiếp cứ mặc hàng à diễn thầm mây hay à diễn thầm mây đôi chứ rồi thầm bị bao hôn sai nó rồi thầm bị bao lao rồi thầm bị bao phô mi ấy chứ đám cầm bông tiên à diễn ao ấy thòi cả bạn ở khuôn trang đồ cầm sọc.